Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 3, 31 tháng 10 năm 1945, 31 tháng 10 năm 2020. Ngày 27 tháng 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Thế Hưng, trú tại tổ 7 khu 2 phường Quang Trung. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Gia đình thương binh Nguyễn Thế Hưng có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà gia đình đang ở đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa có điều kiện sửa chữa xây mới. Để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ 80 triệu đồng. Theo chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hỗ trợ 13 triệu đồng. Ban chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường Quang Trung huy động 60 ngày công cùng máy móc tháo dỡ, san gạt mặt bằng. Sau gần 5 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 75m² đã hoàn thành, đạt chất lượng tốt, tổng kinh phí xây dựng trên 650 triệu đồng. Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, giúp gia đình thương binh Nguyễn Thế Hưng ổn định cuộc sống, động viên con cháu tiếp tục học tập, lao động, xây dựng quê hương giàu đẹp.